Độ. Ấn Độ là nổi tiếng gì? Cà ri. Anh Khoa Lan ăn cà ri cù. Ik denk dat we daar nog een beetje naam bij moeten bestellen, schat. Mijn enkele, ja. Wat is dat? Je wil naam, hè? Ja, maar laat me af. Ik maak eerst dit op. Ja. Lang, hè? Heel lekker. Qua lan nói, cà ri cù rất ngon. Wat is dat dan? Ấn Độ có nhiều loại sốt ăn kèm với cà ri. Sốt màu tím là tỏi và củ dền ngâm chua ngọt. Bánh men với cà ri. Là cái dipping, bánh men. Chấm một miếng ớt.